Hành quân đến Ninh Bình, SHB Đà Nẵng không mang quá nhiều hy vọng vô địch. Cửa vô địch của đội bóng sông Hàn chỉ là 1/10 so với Hà Nội T3T và Sài Gòn Xuân Thành. Chính vì thế mà sau bàn thắng mở tỷ số của hậu vệ Hoàng Quãng, thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức vẫn không quá vui mừng. Trong khi đó trên sân Thống Nhất, Hà Nội T3T dồn hết sức vào việc phòng thủ nhằm kiếm một trận hòa trước đội chủ nhà. Và món quà đến từ sân Thống Nhất đã khiến các cầu thủ SHB Đà Nẵng vỡ òa sung sướng. Tôi nghĩ cũng rất là vẫn là tự tin ở bóng đá mà không thể nào nói trước được điều gì. Như tôi nhận xét thì hai đội TNT và Sài Gòn Xuân Thành họ có lực lượng rất là mạnh. Tôi nghĩ họ gặp nhau trận đấu này thì họ phải so kè với nhau và họ đá rất là chặt chẽ. Tôi nghĩ khi họ chặt chẽ thì chúng tôi có nhiều cơ hội vô địch. Nhiệm vụ chúng tôi là không để hai trận đó chúng tôi phải giải quyết ở đây đã. Trước khi đến trận cuối cùng này chúng tôi bị ba trận rất là áp lực. Cho nên là đến trận cuối này chúng tôi mới biết được cả lúc mà chúng tôi thắng xong rồi cũng chưa biết là vô địch này. Biết là vô địch là rất hạnh phúc. Mọi người cứ soi vào cái trận đấu của mùa giải nhưng mà thật sự là chúng tôi đã chiến đấu tới những giây phút cuối cùng. Tại mùa giải tới 26 trận đấu và bây giờ đây là những cái công sức rất là to lớn mà anh em đã đổ vô để có cơ hội được ngày hôm nay và chúng tôi đã lên ngôi cao nhất. Đấy thì kia 90 phút ở tại Ninh Bình thì không căng thẳng, lại căng thẳng ở 90 phút ở sân Thống Nhất. Nhưng mà cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đạt được những cái điều chúng tôi mong muốn. Trong suốt mùa giải, SHB Đà Nẵng mới chỉ 2 lần vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Những thời điểm còn lại, có khi bị Sài Gòn Xuân Thành và Hà Nội T&T bỏ xa trong cuộc đua đến ngôi vương. Nhưng kết cuộc, đội bóng sông Hàn vẫn là đội về đích tốt nhất với 16 trận thắng và 47 lần lạp tung lưới đối phương. Ngay cả khi thiếu vắng chân sút chủ lực Gaston Melo vì chấn thương ở vòng 19. Chúng tôi đã mất rất là nhiều cầu thủ trụ cột. Mất Bích Lô, mất Phước Vĩnh, mất Quốc Anh, mất Hải Lâm. Cái đó là phong độ của Minh Phương cũng lớn tuổi rồi, không đáp ứng được. Thanh Thương thì cũng đá cái lúc này lúc kia. Thì cái điều quan trọng là chúng tôi không có tiền đạo nữa. Ở dưới cũng không có mà ở trên cũng không có. Nhưng mà khi đến sau cái Euro chúng tôi thay đổi cách chơi thì cũng may mắn là cầu thủ tôi cập nhật rất là nhanh. Và họ đã thay đổi cách chơi rất là nhiều nhuyễn. Tôi nghĩ là các cầu thủ tôi thay đổi cách chơi và họ đã cống hiến nhiều trận hay ở mùa giải V-League này. Có nhiều trận phải nói là đỉnh cao của bóng đá gì đó. Đội bóng của chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn. Khi mà Melo dính chấn thương, tôi đã phải đảm nhiệm vai trò của cậu ấy. Và tôi đã làm được phần nào. Tôi hài lòng với những gì mà mình đã làm được. Đội bóng của chúng tôi đã giành được chức vô địch. Thật là tuyệt vời. Chức vô địch V-League sau 3 năm chờ đợi là kết cục xứng đáng trong một mùa giải phi thường của SHB Đà Nẵng. Có những thời điểm tưởng như chiếc cúp vô địch đã rời xa đội bóng sông Hàn. Tuy nhiên, nhờ sự đồng lòng, quyết tâm cộng với yếu tố may mắn, đội bóng sông Hàn đã lần thứ 3 mang chiếc vô địch V-League về cho người dân Đà Nẵng.